Nhớ con dâu của mẹ quá. Về Việt Nam một cái là mẹ phải đi du lịch với vài bà bạn. Giờ mới về thăm các con được đây. Mà sao mẹ nhắn tin cho con rồi? Con không nhận được tin nhắn của mẹ à? Con chào mẹ. Mẹ về rồi đấy à? Vợ chồng con mong mẹ lắm đấy. Mà thôi, mẹ ngồi nghỉ ngơi đi. Con ra con lấy hoa quả cho mẹ ăn cho mát mẹ nhá. Cũng ra dáng tổng giám đốc lắm đấy. Thì cũng phải lấy hoa quả phục vụ mẹ con tôi đi. Ngồi đấy làm gì nữa? Đi thôi. Dạ, tôi lệnh chủ tịch ạ. Linh này, mẹ con mình sẽ phải đi du lịch một chuyến con ạ. Mẹ mới đi Sapa về, đẹp lắm. Đây, mẹ cho con xem ảnh. Dạ, cũng lâu lắm rồi con chưa được đi đâu. Mẹ đang tìm gì đấy ạ? Mẹ định lấy điện thoại để cho con xem ảnh. Điện thoại của con đâu? Con nháy vào số mẹ xem là điện thoại của mẹ mà để đâu nào. Linh, con không nghe thấy mẹ nói gì à? Sao mặt mẹ ngẩn ngơ ra thế? Dạ, con... điện thoại của con bị hỏng, chưa kịp mua cái mới. Để con vào con mượn điện thoại của anh Thắng cho mẹ xem nhá. Hoa quả tươi ngon đến rồi đây. Để em đỡ cho. Mẹ ăn đi mẹ. Dạo này con trông mẹ trẻ ra đấy mẹ nhá. Cũng nhờ anh cả đấy. Không phải anh không giải quyết được những việc ở công ty thì bây giờ tôi đang vui vẻ với bạn bè của tôi rồi. Mà ở nhà có bắt nạt con dâu tôi không đấy? Mẹ thật, con dâu có mẹ chồng là chủ tịch thì ai dám bắt nạt hả mẹ? Mà thôi, anh đi chợ đi, để cho hai mẹ con tôi tâm sự. Con cũng không mấy khi đi chợ ấy mẹ. Hay là mẹ cho con mượn vợ con một chút đi, để vợ con đi chợ với con. Xong rồi một lát thôi, con sẽ trả vợ con về tâm sự với mẹ ngay. Thôi được rồi, mượn một tí thôi nhá. Hai mẹ chồng đi chợ đi, mẹ nghỉ ngơi một lát. Bọn con đi đi ạ. Thái độ con bé Linh sao lạ quá nhỉ? Lại thấy có vết bầm trên tay đó. Mà lâu lắm rồi không thấy con bé liên lạc với mình. Điện thoại là vật bất ly thân mà lại không thấy đâu nữa. Chắc chắn hai vợ chồng nó có điều gì giấu mình. Tôi cảnh cáo cô, đây là bí mật. Cô mà hé răng nửa lời với mẹ tôi là cô không xong với tôi đâu. Anh không thấy mệt mỏi à? Viện cho ai xem chứ. Đấy là chuyện của tôi. Còn việc của cô là phối hợp. Mẹ chỉ ở đây vài hôm là đi thôi. Vui vẻ lên, tươi cười lên. Này, cô đừng nghĩ mẹ tôi thương cô mà cô sẽ được bảo vệ mãi. Tôi mới là con ruột của mẹ tôi, còn cô chỉ là đứa con dâu thôi. Sao lần này mẹ đi sớm thế ạ? Mới chơi được 2 ngày thôi mà. Chắc là còn nhiều việc đúng không mẹ? Mà lần tới thì bao giờ mẹ về tiếp ạ? Mẹ sẽ đi khoảng 1 tháng, rồi về đón con dâu đi du lịch cùng với mẹ. Anh ở nhà lo việc công ty đi nhá. Đừng có tụ tập bạn bè đấy. Mẹ thì lúc nào cũng chỉ con dâu mẹ là nhất thôi. Con yêu thương vợ con của không hết mà. Mẹ cứ yên tâm ạ. Hay để con tiễn mẹ ra sân bay ạ? Thôi không cần đâu. Mẹ có lái xe của mẹ lo cho mẹ rồi. Con cứ ở nhà đi. Mẹ đi ạ. Chào mẹ ạ. Cô vào trong nhà dọn dẹp cho tôi đi công việc một lát. Này, lúc sau tôi quay về mà không thấy chăn ga gối đệm sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp ấy, thì cô đừng có trách tôi. Tôi đi đón bạn gái tôi. Cái gì thế này? Tôi đã dặn cô là phải dọn dẹp nhà cửa trước khi tôi về cơ mà. Sao vẫn còn ngổn ngang thế này? Thì anh nói là tôi dọn dẹp cả nhà, nhưng mà anh đi có nửa tiếng thì tôi làm sao dọn kịp được chứ? Cô ăn phải gan hùm hay sao hôm nay dám bật cả tôi thế? Anh một vừa hai phải, tôi hết chịu nổi rồi đấy. Tại sao chúng ta không bỏ quách nhau đi cho xong chứ? Cô sắp được tọa nguyện rồi đấy. Mẹ tôi thì lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng nghe lời con dâu, còn bây giờ thì tôi sắp kiếm được con dâu mới cho mẹ tôi rồi. Tôi không phải cái cảnh mà giả vờ yêu thương cô trước mặt mẹ tôi nữa, ghê tởm.
mang tiếng làm vợ làm gì, để phải trải giường cho chồng với người yêu về ngủ với nhau. Lại còn một chồng đấy có sức mạnh nữa. Tội nghiệp thật đấy. Thế cô có biết tại sao tôi không ý kiến gì về việc các người ngủ với nhau không? Tại sao? Là vì tôi không còn coi anh ta là chồng nữa. Còn cô, cũng may cho cô đấy. May á? May cái gì? Vì nếu tôi còn yêu anh ta thì cô có biết cô bị gọi là gì không? Là gì? Là tiểu tam. Cô... ai cho phép cô gọi Ngọc là tiểu tam? Đối với tôi, cô chỉ là cái loại con gái đã qua tay và tôi chán ngán rồi thôi. Thế nhục chưa? Dám chọc tức bà. Này, thế cô có biết tại sao anh Thắng, anh lại chán ghét cô không? Cô làm cái gì đấy? Tại vì nhìn mặt cô trông bần tiện quá, nên là tôi định tút tát lại giúp cô thôi mà. Cô... cô dám à? Sao tôi không dám chứ? Cô làm quá rồi đấy, cô đừng có để tôi nổi nóng. Sao? Anh đánh tôi như mọi ngày đi. Hay là anh không dám đánh tôi trước mặt cô ta? Sợ cô ta nhìn thấy, sẽ nghĩ là sau này nếu lấy anh về thì cô ta cũng bị đánh như tôi. Không sao, dù sao thì anh Thắng cũng cho tôi lên làm phó giám đốc của công ty rồi. Còn cô thì sao? Mang tiếng là vợ mà mãi vẫn chỉ làm chức trưởng phòng. Sau này cô là nhân viên, tôi làm phó giám đốc, chắc chắn cô phải ngoan ngoãn nghe lời tôi thôi. Ai nói với cô là thằng Thắng nó có quyền quyết định? Bác, chào chào bác ạ. Mẹ chưa đi à? Tôi mà đi làm sao biết được anh hành hạ đối xử tệ bạc với cái Linh như thế nào. Tôi không ngờ tôi lại sinh ra một cái thằng đàn ông tệ bạc như anh ấy. Mẹ ơi, mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu, chắc là mẹ hiểu nhầm gì rồi đấy ạ. Đây, anh giải thích chuyện này như thế nào. Cái điện thoại này là... sao điện thoại lại vỡ hết thế này? Chắc chắn trong nhà này có điều gì mờ ám. Sao cô dám tới tìm Ngọc? Cô tính làm gì? Cô tính đánh ghen à? Tôi chả về việc đánh ghen. Bẩn tay tôi. Tôi cũng phải biết xem người cặp kè với chồng mình là ai chứ. Anh đã sai lại còn về nhà đánh tôi. Nếu biết trước anh như thế này, ngày xưa mẹ có nói gì tôi cũng không đồng ý lấy anh đâu. Cái gì? Cô nghĩ tôi coi cô là vợ? Cô chỉ là công cụ để lấy lòng tin từ mẹ tôi thôi. Nếu như ngày trước mẹ không nói, lấy cô thì tôi sẽ có cả công ty. Thì không bao giờ tôi chịu từ bỏ cái cuộc sống cuồng nhiệt của tôi để lấy cô đâu. Cái gì thế này? Cô lại còn định đặt camera quay lại thôi à? Anh đánh đầu tôi thì sợ gì thiên hạ biết chứ? Cô nghĩ sức cô đấu lại được với tôi à? Tôi cảnh cáo cho cô biết, chuyện này không được phép đến tai mẹ tôi. Nếu như mẹ tôi biết chuyện này, cả cái gia đình của cô sẽ không xong với tôi đâu. Còn công ty của bố cô chứ gì? Tôi chỉ cần phẩy tay một cái thôi là biến mất đấy. Mà nghe nói bố cô cũng đang yếu à? Nếu như bây giờ bố già ra đường mà gặp tai nạn hay là bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng không hay đâu nhỉ. Anh! Thế nên ngoan ngoãn đi, biết nghe lời một chút đi. Mẹ ơi, thực sự không phải như thế đâu mẹ. Mẹ nghe con giải thích đã. Thôi, anh không cần phải diễn nữa. Tôi đã sửa lại cái điện thoại này. Những gì cần xem tôi đều xem hết. Mẹ ơi, thực sự là con không hề muốn diễn đâu. Nhưng mà con không yêu Linh. Người con yêu là Ngọc ạ. Yêu à? Yêu hay là anh thấy mới lạ rồi xa vào? Những cái tốt đẹp, không biết quý trọng, đâm đầu vào cái phường lăng loàn bán hoa này. Này, bà ăn nói cho cẩn thận nhá. Cô im đi, cô vẫn là người ăn nói cho cẩn thận đấy. Mẹ cứ bớt giận mẹ ạ. Từ hôm nay anh không còn là con của tôi nữa. Anh dọn ra ngoài, tự kiếm sống, tự lập nghiệp. Từ hôm nay trở đi, anh không còn là tổng giám đốc của Ham Group nữa. Ơ kìa mẹ, sao mẹ lại đối xử với con như thế ạ?
chỉ vì con không yêu cô ta mà mẹ phủi hết bao nhiêu cố gắng của con trong công việc à? Anh cảm thấy anh tài giỏi, anh có quyền làm mọi thứ thì anh dọn ra ngoài để sống, tự lập đi. Tôi nói cho anh biết nhé, công ty của tôi cần một người có đức chứ không phải cái loại người như anh. Và tôi nói cho anh biết, anh cũng diễn giỏi thật đấy, anh lấp liếm mọi chuyện ở công ty cũng tài thật đấy. Mà tôi nói cho anh nghe nhé, tất cả mọi chuyện tôi đều biết hết. Nếu không vì cái Linh á, thì tôi đã xử anh từ lâu rồi. Còn cô nữa, cô nghĩ mình là ai mà dám bước chân vào cái nhà này hả? Tôi nói cho cô biết nhé, tất cả tài sản của nhà này đều là của tôi hết. Còn con dâu, tôi chỉ có một mình cái Linh thôi. Cô đừng hòng mà xen vào. Mẹ ơi, con xin lỗi, tất cả lỗi là tại con mẹ ạ, mẹ. Anh im mồm ngay, hồn hồn anh đuổi ngay con tiểu tam ra khỏi nhà tôi. Này, thì tôi thèm chắc. Bây giờ anh không làm tổng giám đốc nữa rồi ấy, thì tôi cũng đếch cần cái tình yêu góc kẻ của anh nữa đâu. Bye bye, cái đồ bám váy mẹ. Bye. Em. Anh đi đi, anh đi theo luôn con tiểu tam ấy đi. Mà tôi cũng nói cho anh biết, anh và cái Linh rồi sẽ phải ly hôn. Nó không là con dâu tôi được thì nó sẽ là con gái. Mẹ tha thứ cho con đi, dù sao thì con cũng là con trai của mẹ mà. Bây giờ tất cả mọi chuyện ở Việt Nam đều do cái Linh nó quyết định. Anh muốn van xin, xin xỏ hay xin lỗi gì thì anh gặp cái Linh. Còn đối với tôi, anh không còn là con của tôi nữa. Bao giờ anh thực sự thay đổi thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Đi thôi con. Mẹ à, Linh, mẹ.